Chào mừng các em tham gia tiết học Giáo dục công dân 6 tuần 13. Sau đây, xin mời các em cùng theo dõi một đoạn phim ngắn và phát hiện giúp cô thông điệp mà đoạn phim muốn truyền tải nhé. Mời các em cùng xem phim. Chúng ta bước vào phần khởi động. Các em sẽ điền từ còn khuyết để hoàn thiện câu thơ sau. Chấm chấm chấm. Ta làm nên tất cả, có chấm chấm, sỏi đá cũng thành cơm, Hoàng Trung Thông. Và đáp án của chúng ta chính là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Vậy thì câu thơ thể hiện đức tính gì các em? Câu thơ thể hiện tính tự lập đó các em ạ. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 5 tự lập. Bài 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu trong thời gian 2 tiết. Tiết 1, phần khởi động, phần khám phá khái niệm chúng ta sẽ tự học, và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hai nhỏ biểu hiện và ba nhỏ ý nghĩa. Chúng ta bước vào phần khám phá câu chuyện tự lập từ lòng yêu thương gia đình. Bố đi xa, mẹ ốm triền miên, bé Trường thu thiệt đủ đường. Một năm nay, bệnh ung thư của mẹ trở nên trầm trọng, không thể đi lại. Tất cả việc trong nhà đều đến tay Trường. Em dần quen với mọi việc trong nhà và trở thành trụ cột của gia đình khi mới 5 tuổi. Ai cũng bảo Trường thật kiên cường. Cậu bé tự chăm lo cho bản thân, tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cá nhân. Không những thế, Trường còn biết chăm sóc mẹ khi đau ốm, dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón, được chơi các trò chơi khác nhau, các cô chú hàng xóm thấy thương Trường, bảo sẽ đưa Trường đi chơi. Trường cảm ơn và đáp, cháu phải ở nhà phụ mẹ. Chiều nào đúng giờ cháu cũng xoa được dầu, bóp tay chân cho mẹ đỡ đau ạ. Theo Lê Phương Trung Kiên, báo Dân Trí. Các em sẽ suy nghĩ và hoàn thành phiếu bài tập giúp cô. Câu 1, em hãy liệt kê những biểu hiện tự lập của Trường. Câu 2, em thích nhất việc làm nào của bé Trường trong câu chuyện trên, tại sao? Câu 3, em rút ra được điều gì cho bản thân từ câu chuyện của Trường? Câu 4, thế nào là tự lập? Bây giờ các em sẽ lấy giấy nháp ra để hoàn thiện chú bài tập giúp cô nhé. Những biểu hiện tự lập của Trường đó là tự chăm lo cho bản thân, tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cá nhân. Trường còn biết chăm sóc mẹ khi đau ốm, dọn dẹp nhà cửa. Em thích nhất việc làm nào của bé Trường trong câu chuyện trên, tại sao? Thì mình có thể đưa ra những ý kiến riêng của mình nhé. Trường biết chăm sóc mẹ khi ốm đau, thể hiện lòng hiếu thảo. Em rút ra được điều gì cho bản thân từ câu chuyện của Trường? Không trông chờ, dựa dẫm vào người khác,
Phải quyết tâm, không ngại khó khăn, có ý chí và nghị lực vươn lên, tự lập trong học tập và cuộc sống. Vậy thì tự lập chính là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng và sức lực của mình. Các em cùng quan sát hình ảnh dưới đây và xác định biểu hiện tự lập và chưa tự lập. Hình ảnh thứ nhất, gấp quần áo gọn gàng, dùng chân để viết, lau dọn nhà cửa, phải để mẹ gọi dậy, mẹ phải chuẩn bị trang phục, nhờ bạn chép bài. Như vậy chúng ta thấy ba hình trên là biểu hiện của tính tự lập, và ba hình bên dưới chính là biểu hiện chưa tự lập. Bây giờ các em sẽ thảo luận cặp đôi. Điểm khác biệt giữa người tự lập và người không tự lập là gì? Các em cùng theo dõi trên màn hình để thấy được là mình đã trả lời được đầy đủ ý hay chưa nhé. Người tự lập là người tự tin, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, có ý chí, nỗ lực, vươn lên và sẽ được thành công và được mọi người quý trọng. Còn người không tự lập thì sẽ trái ngược lại, đó chính là nhút nhát, thiếu bản lĩnh, lo sợ, ngại khó, ỷ lại, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Và người không có tính tự lập thì dễ gặp thất bại và bị xem thường. Chúng ta bước vào trò chơi tiếp sức đồng đội. Tìm những việc làm thể hiện tính tự lập trong học tập. Những việc làm thể hiện tính tự lập trong lao động và tính tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời tìm giúp cô những biểu hiện trái với tính tự lập. Trong học tập, ví dụ như tự mình đi xe đạp đến trường, tự học bài và làm bài, tự giác giơ tay phát biểu xây dựng bài. Trong lao động, ví dụ như là chúng ta là trực nhặt lớp theo phân công, chăm sóc bồn hoa cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Trong công việc hàng ngày, chấp hành tốt nội quy học sinh, tự mình hoàn thành nhiệm vụ được phân công, vân vân. Vậy thì theo các em, biểu hiện của tự lập là gì? Chính là tự suy nghĩ, tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chúng ta bước vào phần hoạt động dự án. Tôi là phóng viên nhí. Hãy kể lại một tấm gương về tự lập trong cuộc sống hàng ngày mà em biết. Có thể kể chuyện, chiếu clip và dựng hoàn cảnh, vân vân. Các em thỏa sức sáng tạo nhé. Các em có thể lấy kể một câu chuyện ngay ở trong sách giáo khoa cũng được nhé. À, ví dụ câu chuyện làm bất cứ việc gì. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ còn rất trẻ, mang tên Nguyễn Tất Thành.
Lúc đó anh Thành có một người bạn thân tên là Lê. Một lần cùng nhau đi chơi phố, đột nhiên anh Thành nhìn thẳng vào mắt bạn và hỏi: "Anh Lê, anh có yêu nước không?" Câu hỏi đột ngột khiến anh bạn ngạc nhiên, lúng túng trong giây lát rồi trả lời: "Tất nhiên là có chứ." "Anh có thể giữ bí mật không?" "Có. Tôi muốn sang Pháp và các nước khác, sau đó xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, như khi ốm đau. Anh muốn đi với tôi không?" "Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu tiền mà đi?" "Đây, tiền đây." Anh Thành vừa nói vừa xòe rộng hai bàn tay. "Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế anh cùng đi với tôi chứ?" Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bạn, anh Lê đồng ý. Nhưng sau khi suy nghĩ lại về cuộc phiêu lưu trên thì anh Lê không đủ can đảm để giữ lời hứa. Vài ngày sau, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, theo Bác Hồ kính yêu, nhà xuất bản Kim Đồng. Như vậy chúng ta thấy Bác Hồ của chúng ta chính là một tấm gương sáng ngời về tính tự lập trong cuộc sống. Vậy thì từ những tấm gương mà em biết, hãy cho biết tự lập có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đúng rồi, tự lập sẽ giúp chúng ta tự tin, có bản lĩnh cá nhân, giúp chúng ta thành công trong cuộc sống, xứng đáng được mọi người yêu mến, kính trọng. Sau đây là phần nội dung ghi bài. Các em sẽ lấy tập ra để ghi nhé. Phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ học thuộc phần 2 La Mã: khám phá, hai nhỏ biểu hiện, ba nhỏ ý nghĩa. Chuẩn bị nội dung tiếp theo của bài số 5. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.